Xin chào các bạn. Vậy là chúng ta đã bước qua những ngày đầu của năm 2023 đầy hứng khởi. Nhân dịp năm mới, kính mến chúc mọi người và gia đình thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Các bạn thân mến, ở đâu có lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, ở đó có hình ảnh của lá cờ sao vàng năm canh. Và ở biển đảo xa xôi của Tổ quốc, không chỉ có màu xanh của trời và biển, mà nó còn có bóng hình đất nước với dáng đứng hiên ngang của con người Việt Nam, có hình ảnh của những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Lá cờ đỏ sao vàng luôn được cắm ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất, khẳng định cho độc lập, chủ quyền của lãnh thổ Việt Nam, đồng thời cũng biểu hiện cho tinh thần bất khuất, kiên cường, anh dũng của con người Việt Nam trước những phong ba, bão táp, hiểm nguy. Trong video đầu năm này, kênh muốn gửi đến mọi người những hình ảnh của lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi trên biển đảo xa xôi của chúng ta như một lời tri ân gửi đến những người con đất Việt. Không chỉ là các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, mà còn là những người ngư dân cần cù, chăm chỉ và kiên cường bám biển. Tất cả những con người này vẫn hiên ngang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đem lại bình yên cho đất nước.